Hôm nay là tôi muốn giới thiệu cho mọi người cái phương pháp chườm đá nóng ở lòng bàn chân. Thì mọi người biết là từ khi mà phát kiến cái phương pháp chườm đá nóng ở vùng gan thì cái phương pháp đã phát triển đi không phải trong nước mình mà lên khắp thế giới rồi. Và cái hiệu quả của nó là rất là tuyệt vời. Phải nói là dùng giữ mà rất là tuyệt vời, bởi vì một cái phương tiện đơn giản mà đã cứu giúp rất là nhiều người. Tôi nói chỉ với đơn giản vậy thôi. Có nhiều người ở nhà là ăn uống bị trúng độc, bị đau bụng. Hồi xưa có những cái trường hợp phải đi cấp cứu bệnh viện. Giờ ở nhà là cứ dựng lấy cục đá nó chồm lên ngay chỗ gan và dưới vùng bụng. Thì cái đau đớn nó hết ngay lập tức. Và chưa nói tới cái chuyện mà cái cơ chế đó mình đã biết rồi. Thì cái mà tôi vẫn canh cánh ở trong lòng là rất là mong muốn là làm sao phải có chườm cho được cái lòng bàn chân. Chườm cho được cái lòng bàn chân. Thành ra là hồi trước tôi hướng dẫn cho mọi người, nếu mà ai mà bị lạnh tay lạnh chân thì chườm nóng hai lòng bàn chân bằng cách là làm đá nóng lên rồi bỏ vào khăn rồi lấy hai chân đạp lên đó, rồi sau đó mình mới lấy cái mền rồi cái chăn mình trùm lên để giữ nhiệt vô trong cái khăn. Nhưng mà thiệt ra là người nào mà bệnh lắm thì mới cố gắng mà làm. Chứ bình thường là mọi người ngần ngại làm cái chuyện đó lắm. Tại vì là phải mất 1-2 giờ đồng hồ mà ngồi tại chỗ mà làm thì phải nói là rất là khó khăn. Thế thì một lần mà tôi đi sang dạy ở bên Ruby tiệm cắt thì tôi thấy có một em ảnh nói ở bên này là xứ lạnh, cho nên cái mà rất là cần thiết là cần phải làm sao cho ấm được hai lòng bàn chân thì người rất là khỏe. Và anh này anh có một cái là bị gì phải không, tức là bị cái máu huyết nó không có lưu thông, cho nên mấy ngón chân là thường thường nó có dấu hiệu là bị tê, bị nhức rồi đủ thứ. Thì từ khi anh chế ra cái đôi giày bằng cách là gì, tức là cái đôi giày mà giày bằng cũng giống như quân đội mà giày dài thì anh cắt bỏ hẳn cái đế luôn, rồi cắt hẳn bỏ đế xong anh mới may một cái lớp để mà bao vô đó để mà lót vô chân. Thì từ đó là tôi nghĩ ra là phải làm sao chế cho được cái chuyện mà làm có một cái đôi giày để mà bỏ đá không đó. Rồi bữa nay nó đã có mặt rồi ha. Và cái đôi giày này là dành cho nữ, còn đôi giày là dành cho nam ha. Thì khi mà chúng ta làm đá này thì chúng ta phải để ý, tức là gì, tức là bao giờ cũng vậy, chúng ta phải thủ cái gân ở trong cái tay để mà khi mình làm đá. Thì cái cục đá mà chúng ta làm thì mọi người nhớ nha, cái thời gian mà làm cái cục đá này đó thì là 250 độ C và chúng ta chỉ làm 10 phút thôi. 10 phút thôi, thay vì mình làm cái cục đá để chườm với gan là 15 đến 20 phút thì ở đây mình chỉ làm 10 phút thôi. Sau khi làm 10 phút xong rồi thì chúng ta cái đôi giày thì mọi người thấy ở đây nè, nó có đã có cái đầu dán đây rồi. Đây xúc không, thấy bị xúc này là đây nè, chúng ta có cái lỗ đây rồi ha. Thì chúng ta sẽ đặt cái viên đá này vô trong đây nhưng mà coi như bỏng nha ha. Rồi chúng ta kẹp lại, thì đặc biệt con cái là khi chúng ta kẹp về là nó không có rớt ra ngoài nữa này. Thành ra lúc mà chúng ta ngủ rất êm và bỏ cái đôi giày này lên ha,
chúng ta rút cái này dài thế này vô và mang cái chân này vô. Thì theo tôi á là mọi người nếu được thì mình có cái loại vớ tất á là bằng giải á, thì chúng ta mang thêm vô trong chân mình cho nó an toàn hơn. Khi ta mang chân vô chân á thì chúng ta đút vô đây á thì nó giảm bớt cái độ nóng và giữ độ nóng lâu hơn. Và mọi người sẽ thấy nè, khi ta để vô đây xong rồi đó, nhìn nè ha, là nó đã nằm ở tư thế này rồi nè, thì nó sẽ làm ấm hết toàn bộ cái lòng bàn chân mình, mà chủ yếu là nó ấm ở đâu, ngay cái huyệt mà gì Dũng Tuyền á, thì nó làm ấm hết vậy. Lần đầu tiên tôi là hôm qua là tôi hướng dẫn mọi người là lần đầu tiên tôi mang cái đôi giày này để mà tôi ngủ, thì phải nói là rất là tuyệt vời. Tôi ngủ một giấc không mơ không mộng gì hết, tại vì khi mà ấm hết hai cái lòng chân á, mình ngủ ngon ác chiến luôn. Cái đó là cái mà độc đáo nha. Thì mọi người biết á, là những trường hợp nào bị lạnh chân, thứ nhất là thận dư suy, tức là người mình là thận dư suy là cái thể hiện là người nè mập nè béo nè hay sợ lạnh nè ha, và ớn lạnh nè, thì mọi người cứ mang cái đôi giày vô là coi như xong hết rồi. Ok, thành ra là riêng cái chuyện mà mất ngủ thì vô xong, mất ngủ thì ngon lành. Khi mà chúng ta trường cái này rồi là ngủ chết luôn, ngủ không thấy được ra. Thành ra đối với cái trường hợp mà mất ngủ mà kêu bằng kinh niên á, thì chúng ta trộm gì? Thứ nhất là trộm gan, thứ hai là trộm gì? Ở cổ. Bây giờ thêm cái nữa là trộm ở lòng bàn chân, thì chúng ta chắc chắn là có một giấc ngủ rất ngon mà không còn dùng phải dùng để thuốc. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hốt đi anh em, trộm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.